Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái món bánh gọi là bánh sữa các bạn nhé. Thì để làm bánh sữa thì trước tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình đây là 400g bột mì các bạn nhé. Bột thì các bạn sử dụng bột mì số 11 các bạn nhé. Và mình có thêm đây là 4 quả trứng gà ta các bạn này. Đấy. Và mình có thêm là đi 30g đường, 3g men nở. Và ở đây là mình có 540ml sữa. Thì cái chỗ sữa này á, mình sẽ chia ra, mình sẽ sử dụng là 240ml để mình trộn vào trong bột. Còn lại 300ml lát nữa mình sẽ làm cái nhân bánh các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi trộn cái bột này trước. Mình sẽ cho bột vào ra một cái chậu lớn này các bạn này, để lát nữa mình trộn thì khi bột nó nở ra nó mới đều được. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái đường vào này. Các bạn cho cái men nở vào luôn này. Các bạn đảo cái đường với lại cái men cho nó đều trong bột nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho sữa vào nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ ủ cái bột này cho mình khoảng 2 tiếng nha các bạn. Thì mình ủ 2 tiếng thì bột nó sẽ nở hết cỡ và nó sẽ gấp đôi cái lượng bột lúc nãy nhé. Trong khi chờ cho bột nó nở thì bây giờ mình sẽ đi làm cái nhân bánh các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho cái bột gà vào đây. Các bạn chuẩn bị một cái chảo nhé. Bây giờ các bạn cho vào đây cho mình 50g đường các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn cho vào đây cho mình 50g bột nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 300ml sữa nhé. Để mình quấy cho nó tan hết sữa, bột và đường này nhé. Rồi bây giờ các bạn bật bếp nha các bạn. Các bạn bật bếp đun với lửa nhỏ nhé. Mình sẽ nấu cái hỗn hợp này cho nó sánh lại để mình làm nhân bánh nha các bạn. Bây giờ thì các bạn cho vào đây cho mình khoảng mức 20g bơ nhé các bạn. Với cái công thức này thì mình sẽ làm cái bánh nhé. Sữa dẻo này thật là ngon luôn các bạn ạ. Cái nhân nó rất là thơm luôn nhé. Đấy, cái nhân bánh này lúc nãy mình nấu được một lát thì bây giờ nó đã khô và đặc lại này các bạn nha. Nhưng mà như vậy cũng chưa được đâu nha các bạn. Mình phải làm cho nó khô xíu nữa. Đấy, nhân bánh mình làm cho mềm mịn như vậy là cũng được rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nó hơi lắng lắng, hơi nguội lại một xíu rồi mình sẽ vô mình sẽ làm nhân bánh như các bạn. Đấy các bạn,
Lấy một ít cái bột nhân bánh này mình sẽ vắt viên lại như vậy các bạn nhé, to bằng khoảng mức cây nòng đỏ trứng gà là được, để lát nữa mình sẽ làm nhân bánh nha các bạn. Thế với cái lượng nhân bánh này á, mình sẽ làm ở đây là được 12 nhân nha các bạn, và mình sẽ có 12 cái bánh nhé. Các bạn ơi, bột sau khi mình đã ủ được 2 tiếng này các bạn này, thì cái lượng bột nó đã nở ra là gấp đôi rồi các bạn nhé, các bạn thấy không? Nó đã nở rất rất đều rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm bánh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chia cái bột này thành 12 phần bằng nhau nhé. Mình có 12 cái nhân bánh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái nhân vào đây nha các bạn. Đấy, mình sẽ để cái nhân vào như vậy. Và mình sẽ gói cái bánh này lại nhé. Đấy các bạn hơi bím bím bánh như vậy thì để cho bột nó lên được trên này. Đấy. Mình cũng không được khéo tay như các chị, thì các chị sẽ làm sẽ đẹp hơn. Đấy, mình sẽ làm giống như vậy nha các bạn. Đấy, vậy là mình đã làm xong 12 cái bánh sữa dẻo rồi các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ để cho bột nó nở cho mình thêm khoảng 20 phút nữa rồi mình sẽ đi hấp bánh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi hấp bánh các bạn nha. Thì đối với cái bánh nha, sữa dẻo này á, mình sẽ hấp khoảng 15 phút nha các bạn, tính từ khi nước sôi nhé. Các bạn nhớ là hấp lửa lớn cho mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã hấp bánh được 15 phút rồi các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn tắt bếp cho mình khoảng để như vậy khoảng 3 phút nhé. Sau đó mình sẽ đun lại khoảng 3 phút nữa thì mình sẽ bánh của mình nó sẽ chín nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn bật bếp lên và đun cho mình thêm 3 phút nữa là mình bánh mình nó sẽ chín và mềm ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh và xem nó như thế nào nha các bạn. Ui, nó nở rất là nở luôn các bạn này. Sau khi mình hấp được 15 phút và mình tắt bếp, sau đó mình hấp lại thêm 3 phút thì bánh nó rất là nở luôn không? Bây giờ thì nó đang còn rất là nóng đấy. Mình sẽ để cho nó nóng hơi một xíu rồi mình sẽ lấy ra mình thưởng thức thử nha các bạn nhé. Các bạn ơi, thì bánh sau khi mình đã hấp và để cho nó lắng hơi nguội này nè, trong bánh các bạn nhìn thấy bánh mình làm á, ra bây giờ nó nở ra trông rất là ngon luôn các bạn ạ. Đó không? Cái bánh nó rất là dẻo, dẻo cực kỳ dẻo luôn đấy, bánh rất là mềm dẻo luôn đấy. Bây giờ mình sẽ xé ra để cho các bạn xem cái nhân ở trong xem thế nào nhé. Đây các bạn thấy nhân ở trong ui vẫn đang còn nóng lắm các bạn, nhân trong nó vàng ươm luôn ha, có sữa, có trứng, có bơ cho nên rất là thơm luôn đấy. Với cái món bánh sữa dẻo này á thì mình ăn nó cũng hơi giống như bánh bao đấy các bạn, nhưng mà là nó sẽ khác hơn bởi vì nó là nhân ngọt cho nên á mình ăn nó cũng không ngọt lắm và nó rất là thơm. Với cách làm của mình ở đây á, mình cái công thức này mình chia sẻ với các bạn, làm ra cái vỏ bánh thì mềm dai, cái nhân ở trong thì ngọt vừa và rất là thơm. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Phong Vị Việt của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.